Chào các bạn. Ở bài học thứ hai này, Dương sẽ giới thiệu cho các bạn tư thế thổi sáo và cái cách cầm cái cây sáo như thế nào. Để nói về tư thế thổi sáo thì chúng ta có hai cái tư thế thổi sáo chính đó và đúng. Tất nhiên là tư thế thổi sáo thì rất nhiều tư thế thổi sáo, có thể nằm, có thể treo ngược hoặc có thể trồng cây chuối, các bạn cũng có thể thổi sáo được nếu như các bạn mong muốn. Thế nhưng mà để mà đúng thì có hai cái tư thế. Một là ngồi và hai là đứng đó. Ở cái tư thế đứng thì các bạn cần phải đứng thẳng luôn, hai chân cách nhau khoảng từ 10 đến 15 cm, đó, đứng cho thoải mái, hai chân thẳng, mắt thì nhìn về phía trước đó, chúng ta không nhìn lung tung, rồi là đó là tư thế đứng. Thì khi mà các bạn cầm sáo vậy, nhiều bạn rất là mình thấy là tư thế đứng rất là xấu đó. Ví dụ là đứng thì khán giả ở phía trước nhưng các bạn lại quay ra những cái góc độ khác nhau, chúng ta phải quay về phía khán giả đó. Ngoài ra thì các bạn có thể bước một chân hay bước chân trái lên ngoài, hoặc là chúng ta vừa thổi chúng ta có thể vừa di chuyển. Thì nhưng mà cái việc di chuyển thì không nên đó. Khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta đi lại thì hơi thở của chúng ta cũng sẽ khác, việc chúng ta hít thở và hô hấp cũng sẽ khác. Đặc biệt là cái micro, khi mà chúng ta biểu diễn có micro thì sẽ làm cái âm thanh nó không được đều đặn khi bạn xa gần micro đó. Là tư thế đứng. Tiếp theo là tư thế ngồi. Ở cái tư thế thổi ngồi này đó, lưng cũng thẳng nhưng mà chân tay là không bắt chéo, rồi là tay thì không kẹp nách và cũng không nhấc cao quá so với khuôn mặt, thả lỏng. Chú ý điều quan trọng, cực kỳ quan trọng ở các bạn, ở tất cả các tư thế thổi sáo là phần cơ thể bên trên chúng ta tạo thoải mái. Ví dụ phía bên trên ra, nhiều bạn rất là cứng, giống như là đang có những cái hành động bạo lực đó. Nhiều bạn rất là cứng, rồi là nhiều bạn thì rụt rè quá, lại kẹp, rồi là vân vân đó. Chúng ta nên thoải mái cái phần bên trên, bởi vì chúng ta học thổi sáo không phải không hẳn chỉ để cho người ta nghe mà người ta còn xem, người ta còn xem mình, đó cũng là một cái tác động rất lớn đến cái con mắt nó sẽ ảnh hưởng đến cái đôi tai của họ. Họ khi mà họ nhìn thấy chúng ta co quắp và cứng thì người ta sẽ có cái cảm giác tiếng sáo là rất là cứng, không được mềm mại. Ngược lại, ta có thổi không hay một chút nhưng mà ta biểu diễn rất là cuốn hút thì ta sẽ bù đắp được cái phần bị thiếu đó. Tiếp theo là cái cách cầm sáo. Cách cầm sáo thì tay trái chúng ta bấm ba lỗ bên trên, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út. Đó, bấm ba lỗ bên trên, ngón út chúng ta đặt sát phía thân của cây sáo, ngón cái của tay trái thì chúng ta ở với người tập mới tập thì các bạn có thể di chuyển trong khoảng ba cái ngón tay này, ba lỗ này đó, nhưng mà ở phía thân trong của cây sáo đó, các bạn chú ý như vậy để mai này chúng ta sẽ đạt được đúng vị trí của nó. Tất nhiên người mới cầm thì không thể cầm được cái cây sáo sáu lỗ như này, rất khó. Tiếp theo, tay phải cũng như vậy, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út là ba lỗ bên dưới. Ngón út của tay phải chúng ta cũng đặt lên thân của cây sáo nhé, đặt cạnh ngón áp út làm sao cho thoải mái. Ngón cái cũng vậy, nằm trong khoảng cho phép là ba ngón bên trên này, đó, ba ngón bên trên này và nằm ở phía dưới của cây sáo. Tức là gì? Chúng ta mới tập nên là cho phép điều đó, có thể di chuyển hơi lệch một chút, thế nhưng mà không được quá ngón này, không được quá về phía này, đó, không được quá về phía trên này, tức là chỉ trong khoảng này và ngón này cũng vậy, trong khoảng này đó, để mai này chúng ta sẽ dần dần hướng được vào cái cây sáo 10 lỗ đó. Đó là cái cách cầm sáo như vậy đó, để chúng ta có những cái điểm tựa vững chắc để ta sẽ tập những cái bài tiếp theo. Đó là bài tư thế thổi sáo và cái cách cầm sáo, nó rất ngắn thôi nhưng các bạn cũng cần phải chú ý những cái chi tiết mà như Dương đã nói, như là phải thả lỏng phần trên này, bị cầm làm sao cho nó chắc không để rơi đó, cầm để sao chắc không để rơi. Còn chuyện bấm thì nào thì ta lại có những cái bài tiếp theo đó. Tạm biệt các bạn và chúng ta sẽ học tiếp bài 3 ở cái clip sau.